Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã đến thăm và tặng quà một số gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã đến thăm gia đình thương binh 1/4 Phạm Anh Liễu và gia đình thương binh 3/4 Phạm Đình Tráng. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình và bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, công tác chăm lo đời sống cho gia đình chính sách luôn là nhiệm vụ được lãnh đạo thành phố chú trọng thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ thiết thực, hướng đến mục tiêu đảm bảo mức sống của gia đình, người có công với cách mạng, cao hơn hoặc bằng với mức sống trung bình của cộng đồng dân cư. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chúc các gia đình người có công cách mạng luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng vững mạnh.